Cô em đi uống nước cả đường cô. Mau lên. Rồi, Lâm Duy. Lâm Duy có bài.
Nguyễn Văn Nam có bài. Vân Khánh có bài. Em có bài rồi. Anh thi có bài. Tình nhân có bài. Dũng có bài. Bài.
Em có bài. Chị Hùng có bài. Đang có bài.
Mẫn có bài. Nhật Hạ có bài. Nhật Hà có bài. Mình tiếc có bài. Mi có bài. Yếu nghĩa có bài. Trung có bài. Huy có bài. Quỳnh Thịnh có bài.
Ông Hưng có bài, Mạnh có bài, Phú Ngân có bài, Hùng Hiếu có bài. Cô ơi, trời mưa em ra ngoài em lấy quần áo với cô. Hoàng Lộc có bài, Cái Bảo có bài, Duy Khang có bài, Tài có bài, Anh Nhật có bài, Trí Khang, Trí Khang có bài, Lê Trúc có bài, Minh Huy có bài, Xuân Hùng có bài, Quang Nhật Lê Đức có bài rồi. Hồi tôi nhận đủ 32 bài của lớp mình học. Hồi ôm lại bài cũ. Hồi trước đã đi canh gì chắc là. Hoặc mình qua các chữ kanji tiếp theo. Có chữ này mang nghĩa là đồng ruộng, chữ đi về đứng một mình nó sẽ đọc là ta. Thì cái này các bạn ghi ví dụ cho biết thôi, ví dụ mình có ta no kami, trồng lúa và nông nghiệp. Rồi ghép với chữ Hán khác thì mình có chữ này đọc là đen, ví dụ đen em điền viên á, là nông thôn. Thì chữ này thường mình sẽ gặp trong một số những cái tên người, ví dụ mình có Sơn Điền, Yamada, và Điền Trung, Tanaka. Hoặc mình có chữ tiếp theo. Chữ này mang nghĩa là sức mạnh, chữ lực. Đứng một mình nó sẽ đọc là chi ca ra. Ví dụ mình có từ gì? Mình có từ yoi chi ca ra. Chi ca ra mang nghĩa là sức mạnh, nguồn lực đó ha. Vì từ yoi là mạnh, như vậy từ yoi chi ca ra là kiểu sức mạnh khủng khiếp, nguồn lực khủng khiếp đó. Ghép với chữ Hán khác, chữ này đọc là lực cự, chữ lực. Lực cơ không có trường âm. Rồi, ví dụ ghép chữ thủy với chữ lực này mình sẽ có thủy lực, suy lực cơ. Hoặc ghép chữ này với chữ điện mình có điện lực, đen lực cơ. Rồi mình qua thêm một chữ nữa. Mình có chữ này mang nghĩa là cánh cổng, chữ môn. Thì chữ này ghép với chữ Hán khác nó sẽ đọc là mòn. Rồi ví dụ mình có gì? Mình có chữ nhập với chữ này sẽ thành nhập môn, new môn. Xong canh chị em nghe ba chữ thôi, ôn lại bài hôm trước. Rồi nhắc lại ha, hôm trước đã học cái gì? Hôm trước mình đã học cái thứ nhất đó là cách phân loại động từ. Thì trong tiếng Nhật động từ nó được phân thành ba nhóm, có đầu tiên đó là nhóm 3. Thì động từ nhóm 3 bao gồm shimasu,
Nó bao gồm luôn cả danh động từ, tức là những cái dạng động từ có dạng là danh từ cùng với shimasu á. Ví dụ ben cho shimasu, sen taku shimasu, kaimono shimasu, vân vân. Và động từ kimasu. Đây là nhóm đặc biệt. Rồi, tiếp theo mình có động từ nhóm 2. Động từ nhóm 2 thì nó sẽ có dạng thức như thế nào? Nó sẽ bao gồm thứ nhất đó là các động từ có dạng một chữ thuộc cột E ghép với mas. Ví dụ mình có gì? Ta be mas, o she e mas. Hai là một chữ kanji cộng với mas. Ví dụ ne mas, mi mas. Ba, một chữ thuộc cột y cộng với mas. Ví dụ okimasu, karimasu. Và còn lại mình có nó là động từ nhóm 1. Thì động từ nhóm 1 nó sẽ có dạng là một chữ thuộc cột y cộng với mas. Ví dụ kakimasu, yomimasu, kaerimasu, kaimasu. Thì ở đây mình thấy có hai cái này nó trùng với nhau. Thì cái dạng động từ mà có cái dạng là một chữ thuộc cột y cộng với mas thuộc nhóm 2 á, đó là dạng đặc biệt. Thì những cái động từ mà thuộc dạng ngoại lệ này mình phải học thuộc. Còn nếu các bạn không chắc thì khi gặp một cái chữ mà nó có dạng là y cộng với mas như thế này thì mình vào từ điển xem nó là động từ nhóm 1 hay là động từ nhóm 2. Rồi, thì biết phân loại các cái nhóm động từ nó sẽ giúp mình dễ dàng hơn trong cái việc chia động từ. Thì đầu tiên mình có động từ dạng T. Rồi, thì đây là cách chia động từ dạng T. Đối với động từ nhóm 3, mình có bỏ shimasu thay bằng shite. Ví dụ shimasu chuyển thành thể tệ, mình sẽ có là benkyo shite, bỏ shimasu thay bằng shite. Mặt kaimono shimasu chuyển thành dạng t, kaimono shite. Rồi ngoài nhóm 3 thì mình có một cái nữa, đó là động từ kimasu. Kimasu chuyển thành dạng t thì đây là động từ đặc biệt bất quy tắc cần phải học thuộc, mình có kite. Đối với động từ nhóm 2 thì dễ, mình chỉ việc sao bỏ mas thay bằng t là được. Ví dụ ta be mas chuyển thành động từ dạng t, bỏ mas thay bằng t, ta be t. Mi mas bỏ mas thay bằng t, mi t. Mặt gì nữa, kari mas bỏ mas thay bằng t, kari t. Rồi, cái phức tạp đó là động từ nhóm 1. Thì động từ nhóm 1 nó có dạng là một chữ thuộc cột y cộng với mas. Như vậy thì tùy vào cái chữ thuộc cột y đó là chữ gì mà mình sẽ có các quy tắc khác nhau. Cái thứ nhất, nếu chữ thuộc cột y đó là ichi hoặc ri thì mình bỏ nguyên một cái cụm cái chữ đấy cộng với mas thay bằng tệ. Ví dụ có cà y mas. Cà y mas động từ nhóm 1 và nó có dạng là y cộng với mas, như vậy chuyển thành t thì mình bỏ nguyên cái cụm y mas đó thay bằng t, mình có t nữa. Kaerimasu, kaerimasu ở đây mình có ri cộng với mas, như vậy chuyển thành dạng t, bỏ ri mas thay bằng t, mình có kaerimasu. Quy tắc thứ hai, đối với những chữ mà có dạng mini hoặc bi cộng với mas thì khi chuyển thành t mình bỏ nguyên một cái cụm đấy thay bằng in đề. Ví dụ domimas, domimas nó có dạng là chữ mi cộng với mas à. Như vậy khi chuyển thành thể tệ bỏ nguyên cái cụm nó mimas thay bằng in đề, mình có yon đề là yon đề. Thì nữa aso bimas, dạng này bỏ bimas đi thay bằng unde, ason de. Và cuối cùng quy tắc nó nằm ở đây, kimas thay bằng ite. Ví dụ kỳ kimas thành ite, đi oyo gimas bơi, bỏ gimas thay bằng ide, oyo ide. Nữa shimasu, ví dụ hanashimasu bỏ shimasu thay bằng shite, hanashite. Rồi, lưu ý trường hợp đặc biệt mình có đó là chữ ikimasu. Ikimasu là động từ nhóm 1
Nhưng khi chia thành dạng tệ thì nó lại có dạng thức đặc biệt, mình có bị tệ. Thôi, đi chú chép cái quy tắc chia này vào. Luyện tập. Thôi, như vậy các cái động từ ở trên bảng chia thành thể T mình sẽ chia như thế nào đây? Mình có các cái động từ ở trên là động từ nhóm 1. Thôi, như vậy xem thử coi đối với động từ nhóm 1 những cái trên bảng sẽ chia thành dạng thức như thế nào. Cho các bạn 5 phút. Lấy quy tắc ra xem lại, cái này tôi gọi bất kỳ ha, cái này phần thi quan trọng. Chương 2 với chương 3 mình đều làm quen với cái thể T này nên là bắt buộc phải nhớ công thức. Thôi, 5 phút sau đó tôi sẽ gọi bất kỳ. Về nhớ xem lại bài. Được chưa? Số bài ha.
Bắt một người làm hai cộng. Câu số 1, số 2. Câu 1, câu 2. Ta Huy. Câu 3, câu 4. Câu 3, câu 4. Duy Phước. 5, 6. Hải Đăng. 7, 8. Vĩnh Thịnh. 9, 10. Quang Nhật. Thôi, ở đáp án của các bạn học từ trên xuống dưới ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi nhắc lại, câu 1, câu 2, Gia Huy, câu 3, câu 4, Duy Phước, câu 5, câu 6, Hải Đăng, câu 7, câu 8, Vĩnh Thịnh, câu 9, câu 10, Quang Nhật. Rồi một lần Gia Huy, còn câu số 2. Câu 3, câu 4, Duy Phước. 7, 8, Vĩnh Thịnh. Lên, một phút nữa, mất câu trả lời. Trời, mỗi người một điểm.
Ngoài Gia Huy còn câu số 2 Suvarimas Vĩnh Thịnh. Câu 7, câu 8 Yomimas Isogimas. Một lần. Rồi, sửa bài câu số 1. Rồi quy tắc xem là quy tắc đây là bộ là động từ nhóm 1. Như vậy ta chi mắt. Đối với động từ nhóm 1, quy tắc chia thể T đầu tiên nếu kết thúc bằng chi mắt thì sao? Bỏ chi mắt thay bằng ịt T. Như vậy chỉ giữ lại phần đầu chữ ta thôi, thay bằng ịt T thì mình có gì? Tập T. Bỏ nguyên cái chữ thuộc hàng y đó với chữ mass luôn, thay bằng ịt t thì phải bỏ hẳn chi mass, thay bằng ịt t mình có là tập tệ. Câu số 2 sư qua ri mass. Rồi với quy tắc sư qua ri mass kết thúc bằng ri cộng với mass thì sao? Cũng bỏ ri mass thay bằng ịt t luôn, như vậy thì mình có gì mới đúng? Sư qua t. Câu số 3 ca y mas. Rồi với kết thúc bằng y cộng với mas thì theo quy tắc là bỏ y mas thay bằng ịt t, mình có cặp t. Câu số 4 ca si mas. Ca si mas à, với si mas thì sao? Bỏ si mas thay bằng si t, như vậy thành ca si t. Đúng rồi. Tiếp theo dù bi mas kết thúc bằng bi cộng với mass thì bạn bỏ bi mass thay bằng in d. Số 5 rồi. Đâu à, yon d rồi. Rồi tiếp theo ca ki mass, với ki mass thì mình bỏ ki mass thay bằng y t, ca y t. Tiếp no mi mass, mi mass bỏ mi mass thay bằng in d. Nan d. Tiếp isogimas, với gimas à, bỏ gimas thay bằng id, isoid. Rồi kaerimas, bỏ rimas thay bằng, rồi tính số 1 à, ut, kst. Rồi và cuối cùng mochimas, bỏ chimas thay bằng ut, mình có là một t ha. Chia thể T thì chỉ có động từ nhóm 1 mới mà thôi. Còn lại, theo mình có, đây là các động từ nhóm 2. Như vậy đối với động từ nhóm 2 thì chia thành thể T sẽ chia như thế nào? Động từ nhóm 2 rất là dễ. Quy tắc làm sao? Bỏ mass thay T thôi. Cho 2 phút xem thử. Sau đó tôi gọi bất kỳ. Rồi, như vậy nhắc lại ha, đối với động từ nhóm 2 thì chỉ bỏ mass thay bằng t thôi. Như vậy đầu tiên ta bê mass mình sẽ có là gì? Ta bê mass thì thành ta. Rồi. Thành gì đây? Đức Trung. Ta
PT em rồi, làm tiếp luôn. Mi mát thành gì? Vì tè rồi ha. Như vậy các câu khác tương tự cứ bỏ mát thay bằng tè thôi. Cà ri tè, ô ki tè, cà kê tè, rồi y tè và ô si e tè. Rồi tiếp theo mình có động từ nhóm 3. Động từ nhóm 3 nó sẽ có dạng shimasu và kimasu. Như vậy shimasu thì chuyển thành shite, kaimono shite, kimasu thành kite, nihon e kite. Rồi, đây là quy tắc chia động từ dạng T. Thì động từ dạng T dùng để làm gì? Mình có mẫu câu thứ nhất sử dụng động từ ở dạng T. Bình thường mình sử dụng động từ ở dạng must. Đây là câu trần thuật mà đưa ra thông tin một cách bình thường. Ví dụ đứng lên có động từ đứng tachimasu. Hoặc gì nữa, viết tên name o tachimasu. Hoặc ngày mai đến lúc 9 giờ ashita kuji ni kimasu. Đây là những câu sử dụng động từ ở dạng must. Đây là câu trần thuật đưa ra thông tin một cách bình thường. Bây giờ trong những trường hợp này thì thay vì sử dụng câu trần thuật đưa ra thông tin, mình sẽ dùng dạng câu như thế nào đây? Ví dụ mỗi sáng khi vào lớp, giáo viên bảo học sinh các em hãy đứng lên. Xin mời đứng lên, hãy đứng lên. Đây là câu như thế nào? Câu này không phải câu đưa ra thông tin, câu trần thuật nữa mà là câu gì đây? Hãy đứng lên, xin mời đứng lên. Câu mệnh lệnh rồi, câu cầu khiến, câu đưa ra yêu cầu. Lúc đó thì mình sẽ nói như thế nào? À, tatte kudasai. Tương tự trường hợp thứ hai, viết tên kakimasu nó chỉ là một dạng câu trần thuật đưa ra thông tin bình thường thôi. Nhưng trong trường hợp ví dụ đi làm sổ ngân hàng, nhân viên bảo à quý khách hãy viết tên vào đây, mình cũng có đó là câu mệnh lệnh name o kaite kudasai. Tương tự trường hợp thứ ba cũng vậy, sếp bảo với mình ngày mai hãy đến lúc 9 giờ nhé. Đây cũng là câu mệnh lệnh ashita kuji ni kite kudasai. Như vậy mình có dạng câu đầu tiên sử dụng động từ ở thể T, đó là động từ ở thể T cộng với kudasai. Câu này mang nghĩa là hãy làm gì đó, xin hãy làm gì đó, câu cầu khiến đưa ra một cái đề nghị mệnh lệnh một cách lịch sự. Mình có động từ ở dạng T cộng với kudasai. Đây là câu cầu khiến. Hãy làm gì đó, xin vui lòng làm gì đó, xin mời làm gì đó. Như vậy thì ví dụ trong sách giáo khoa người ta có cho mình cái hình ví dụ minh họa này như thế nào đây? Mình có hình số 1 và số 2. Party no junbi, chuẩn bị tệ. Như vậy thì đây mình thấy bạn Park đang phân công công việc cho các bạn. Bạn ấy bảo à, bạn Wan hãy làm salad đi. Bạn Natapon hãy cắt bánh mì bằng con dao này đi. Lúc đó thì bạn ấy không sử dụng câu trần thuật nữa mà sử dụng câu cầu khiến, câu mệnh lệnh. Thôi, nghe thử cái đoạn hội thoại này ha. すみませんワンさんサラダを作ってくださいはいナタポンさんこのパンをナイフで切ってくださいはいすみませんワンさんサラダを作ってくださいはいナタポンさんこのパンをナイフで切ってくださいはいMình có đoạn hội thoại đó diễn ra như thế nào đây? Đầu tiên mình có
hành động làm salad, mình có động từ làm chế tạo là từ kurimasu. Như vậy bạn Park nói bạn Wan hãy làm salad đi, đấy là đưa ra mệnh lệnh yêu cầu. Như vậy mình sẽ sử dụng mẫu động từ chuyển sang dạng T cộng với kudasai. Ở đây mình có hành động làm salad là salada o từ kurimasu. Như vậy chuyển thành câu cầu khiến hãy làm salad đi, salada o từ kudasai. T kudasai. Tsukurimasu động từ nhóm 1 chuyển thành dạng T có tsukute cộng với kudasai. Hoặc câu số 2 thì sao? Mình có cắt bánh mì bằng con dao. Ở đây ha, mình có động từ là động từ cắt và phương tiện thực hiện hành động cắt đó là dao. Như vậy sau phương tiện thực hiện hành động sử dụng trợ từ để xác định. Cái này học rồi. Như vậy cắt bánh mì bằng dao mình có kono pan o knife de kirimasu. Bây giờ chuyển nó thành câu cầu khiến hãy cắt bánh mì này bằng con dao. Lúc đó động từ kirimasu của mình chuyển sang dạng T thành kite và mình có câu cầu khiến hãy cắt ổ bánh mì này bằng con dao. Kono pan o knife de kite kudasai. Sử dụng động từ ở dạng T cộng với kudasai đưa ra yêu cầu mệnh lệnh một cách lịch sự. Rồi vận dụng nhanh nè. Mình có bài số 1 sách giáo khoa. Sao đây? Hình ví dụ số 1, bạn nữ nói với bạn nam, hình này mình thấy là rửa trái cây. Động từ rửa là araimasu, như vậy hãy rửa trái cây đi. Mình có câu cầu khiến kudamono o arate kudasai. Ví dụ số 2, thôi bạn nữ nói với bạn nam viết tên bằng bút. Như vậy đưa ra yêu cầu hãy viết tên bằng bút, làm gì đó bằng phương tiện gì đó. Sau phương tiện sử dụng trợ từ để, mình có pen de namae o kaite kudasai. Rồi, dựa vào hai câu mẫu các cái hình còn lại 1 2 3 4. Rồi, xem thử xem hành động ở trong những cái hình này là hành động gì và chuyển nó thành câu cầu khiến hãy làm gì đó như thế nào. Hãy xem lại cái danh sách động từ mình đã học ở chương số 2 bài 7. Xem thử xem 1 2 3 4 mình sẽ sử dụng động từ như thế nào. Thôi làm nhanh cho các bạn 4 phút.
Rồi số 7, câu số 1. Xong rồi. Câu số 1, hành động này thuận thiên. Câu số 2, có này là gì đây? Bạn nam bưng cái này tới cho bạn nữ và bạn ấy yêu cầu là sao? À, hãy bưng ra bàn, hãy mang ra bàn, mang đi ra bàn á. Vậy cái này mình sẽ dùng cái gì đây? Một số 2. Tổ tiên làm luôn coi. Câu số 3 thì sao? Câu số 3 mình có là gì? Hãy đặt cái cốc lên bàn. Đặt cái cốc lên bàn. Mình có động từ đặt là gì? Như vậy đặt cốc. Đặt cốc thôi cũng được. Đặt, hãy đặt cái cốc. Thành nhân. Đang học cũng sợ sai ha. Rồi câu số 4 thì sao? Câu số 4 mình có cái này dễ nè. Cắt bánh mì này bằng con dao. Câu số 4 hết giáo khoa mới nãy luôn á. Cắt ổ bánh mì này bằng dao. 4, số 4, số 4. Mà làm tôi làm á. Rồi, thành nhân sửa câu số 3 vào trong. Thôi số 7, câu số 1 mình có hình đó thực ra là gì? Ý bạn này là sao? À, 4 cái bạn này bê không nổi nên là chia ra mỗi đứa bê 2 cái thôi. Ý này là sao? Hãy giúp đỡ tôi. Mình có động từ giúp đỡ là gì á? Giúp đỡ. Như vậy câu số 1 hãy giúp đỡ tôi mới là tetsudatte kudasai. Câu số 2 thì sao? Câu số 2 ý đây muốn là gì? Chị này cầm cái món này bưng ra và mình có mang đi. Bưng ra là dùng motte ikimasu. Như vậy thì động từ là motte itte. Cái motte ikimasu đó mình có ikimasu này, như vậy chuyển thành motte itte. Ikimasu chuyển thành dạng t vậy là motte itte ha. Thì cái này muốn nói cụ thể hơn. À, hãy bưng cái này đặt ra bàn. Ở đây mình không có dùng toriniku. Toriniku là thịt gà, là thịt còn sống á. Trong trường hợp này muốn ăn thì phải là đồ chính. Như vậy thì mình dùng gì? Kore là được rồi. Như vậy nếu muốn nói bưng cái này đặt ra bàn thì mình phải có là kore o eburu ni motte itte kudasai. Câu số 3. Câu số 3 đúng rồi, mình có động từ đặt để là okimasu. Như vậy chuyển thành dạng T mình có oite. Thì cốt của oite kudasai nói như thế là được rồi. Còn trong trường hợp mình muốn nói cụ thể hơn, à hãy đặt cốc ở trên bàn thì mình có trên bàn là teburu no ue. Như vậy đặt cốc ở trên bàn. Cốc của teburu no ue ni oite kudasai. Và câu số 4. Câu số 4 thì nãy đã hội thoại sách giáo khoa đó chứ đâu. Câu số 4 mình có là gì? Hãy cắt ổ bánh mì này bằng dao. Kono pan o naifu de. Làm gì đó bằng phương tiện gì? Sau phương tiện sử dụng để okite kudasai. Này ha, cắt bánh mì, động từ cắt là kirimasu, như vậy chuyển thành dạng t kudasai, kite kudasai. Rồi, như vậy về xem lại thứ 6 thì đầu giờ mình sẽ tiếp tục ôn cái động từ dạng t này. Chương 2 và chương 3 đều làm việc với động từ dạng t hết nên là phải nắm quy tắc chia ha.
Hồi thứ 6 thì mình đi nốt phần còn lại của chương 2, sau đó tuần sau qua chương 3 rồi bắt đầu ôn tập luôn. Thì tài liệu ôn tập có trên MS rồi, các bạn về nhà học từ từ. Hôm nay cái lớp tới đây, mình đi mà show.